Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình tháp 4 tầng trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Khoảng 50.000 phiếu mua hàng sẽ được phát miễn phí cho nhiều đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ thử nghiệm giai đoạn 3 thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống. Tử tù trốn khỏi trại giam Chí Hòa đã bị bắt khi lẩn trốn tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước diễn biến của dịch bệnh, mô hình tháp điều trị 3 tầng hiện không còn phù hợp trong việc điều trị COVID-19. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào triển khai mô hình tháp 4 tầng, tức là thêm một tầng hồi sức tích cực cho các ca bệnh rất nặng. Mô hình này được chuyên gia y tế thế giới đánh giá mang tính đột phá trong tình hình hiện nay. Bệnh viện Trưng Vương sẵn sàng điều trị 1.000 giường, nhưng với tình hình số ca bệnh nặng liên tục tăng cao thì sẽ bị quá tải. Nếu như mà cái lượng bệnh chuyển biến nặng nhanh trong thời gian tới thì với cái thiết bị hiện nay thì chắc là phải tăng cường. Các bác sĩ cũng chịu áp lực không kém do diễn tiến của người mắc COVID rất dễ trở nặng. Thành phố hiện có gần 300 ca bệnh nặng và gần 10 ca rất nặng đang chạy ECMO. Diễn tiến của COVID-19 thì phải nói rằng rất là nhanh và đột ngột. Sáng tiếp nhận bệnh nhân bình thường, chiều đi thăm khám một lần thì bệnh nhân lại xuất hiện có dấu hiệu siêu hấp. Việc triển khai mô hình điều trị tháp 4 tầng bằng việc thiết lập trung tâm hồi sức COVID-19 với 1.000 giường. Tầng thấp nhất là những người không có triệu chứng. Cái thứ hai là những người có triệu chứng nhẹ hoặc là có bệnh nền. Cái thứ ba là những người có bệnh nặng, thì bây giờ chúng ta thêm một cái tầng thứ tư nữa, tức là những người cần phải hồi sức. Trung tâm này là bệnh viện chuyên hồi sức COVID-19 quy mô lớn nhất thành phố hiện nay. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 qua hệ thống khai báo y tế điện tử. Kết quả xét nghiệm được xác nhận bằng mã QR trên hệ thống khai báo y tế có giá trị tương đương với bản giấy kết quả xét nghiệm. Việc này nhằm có đầy đủ thông tin phục vụ cán bộ y tế trong công tác điều tra, truy vết, đồng thời giảm thời gian chờ của người dân khi nhận kết quả xét nghiệm. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể tải ứng dụng Y tế HCM về điện thoại thông minh, sau đó đăng nhập thông tin cá nhân để nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cung cấp 12 mã QR để người dân khai báo y tế tiện lợi tại các cửa ngõ ra vào thành phố. 12 QR code tương ứng với 12 cửa ngõ ra vào thành phố nhằm tiết kiệm thời gian cho người dân, đồng thời giải quyết nạn ùn tắc tập trung đông người tại các chốt kiểm dịch. Người dân phải quét đúng mã QR cho từng chốt riêng biệt. Sau hơn một tuần tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với mục tiêu mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hoạt động phòng chống dịch hiệu quả. Chương trình nhằm nỗ lực kéo giảm số ca F0 trong cộng đồng, phủ xanh bản đồ COVID-19 của thành phố. Hơn một tháng qua, chị Nguyễn Lương Bích Ngọc, nhân viên y tế phường Phú Thuận, quận 7, cùng các đồng nghiệp đã ăn ngủ sinh hoạt tại trụ sở phường. Đi suốt luôn á, ngủ chỉ được tầm 4 tiếng, 5 tiếng. Bây giờ bên mình là đang thiếu người rất là nhiều, nên giờ gia đình cũng thông cảm rất là nhiều. Tại phường Phú Thuận cũng như nhiều nơi khác, sự đồng lòng quyết tâm của đội ngũ chống dịch đã giúp việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm được nhanh và hiệu quả hơn. Người dân thành phố có thể truy cập vào địa chỉ website bản đồ.tphcm.gov.vn để theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ đó có những biện pháp bảo vệ bản thân và cộng đồng. Thì cái thông tin về biểu đồ này sẽ được cập nhật hàng ngày lúc 17 giờ từ dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát Dịch thành phố. Sự hợp tác của người dân cùng với nỗ lực của các cấp chính quyền cần được tiếp tục phát huy để màu xanh có thể nhanh chóng phủ khắp bản đồ COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ khoảng 220.000 người lao động tự do với mức 1,5 triệu đồng một người. Số còn lại do đã về quê, trong vùng phong tỏa, khu cách ly và không sử dụng tài khoản ngân hàng nên chưa chi được. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên hoàn thành công tác hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết 68 và người dân không cần làm bất cứ thủ tục nào để có thể nhận được hỗ trợ này. Cũng trong nỗ lực hỗ trợ những đối tượng khó khăn, khoảng 50.000 phiếu mua hàng có tổng giá trị là 10 tỷ đồng sẽ được phát miễn phí thông qua chương trình siêu thị mini không đồng. Theo ban tổ chức, một phần lớn phiếu mua hàng đã được phát cho người lao động khó khăn, sinh viên tại 12 quận huyện để mua hàng tại các điểm siêu thị mini không đồng được tổ chức dã chiến. Mỗi người được phát 2 phiếu trị giá 400.000 đồng.
Dự kiến số phiếu này sẽ được tăng thêm trong đợt tới. Đối tượng sẽ là những người dân ở khu vực khó tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, lực lượng tuyến đầu chống dịch và trẻ em ở khu cách ly. Đợt này cũng sẽ có 5.500 sinh viên tại 34 ký túc xá nằm trên địa bàn thành phố được phát phiếu mua hàng với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Siêu thị mini không đồng nằm trong khuôn khổ chương trình Vòng Tay Việt được Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức. Tin vui mới có thể mở ra hy vọng chấm dứt đại dịch COVID-19 trong tương lai gần. Các nhà khoa học đang thử nghiệm giai đoạn 3 một loại thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống. Loại thuốc kháng virus có tên Monopiravir được phát triển bởi sự hợp tác giữa hai công ty Rishiban của Đức và Merck của Mỹ. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã hoàn tất với hiệu quả 100% trên các bệnh nhân COVID-19. Sau 5 ngày, tải lượng virus của bệnh nhân xuống thấp đến ngưỡng không lây lan. Loại thuốc này được nghiên cứu dựa trên thuốc gốc chống lại virus cúm, có tác dụng ức chế sự sao chép của các virus RNA, trong đó có SARS-CoV-2, khiến virus không nhân lên và bị đào thải rất nhanh, giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Đặc biệt, thuốc có rất ít tác dụng phụ, phổ biến là nhức đầu mất ngủ. Mỗi bệnh nhân sẽ uống 2 liều mỗi ngày và duy trì trong 5 ngày ngay tại nhà. Nếu giai đoạn 3 thành công và được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép, thuốc Monopiravir sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo những biến thể mới nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2 có thể lây lan toàn cầu, gây khó khăn hơn cho nỗ lực kiểm soát dịch. WHO cũng một lần nữa khẳng định đại dịch COVID-19 vẫn là một thách thức toàn cầu. Để đối phó với nguy cơ trên, nhiều chuyên gia của WHO nhận định các biện pháp phòng dịch được nhiều nước áp đặt trước đây như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, vệ sinh tay và cải thiện hệ thống thông gió trong không gian kín vẫn là chìa khóa quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ngoài ra, WHO cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc tiêm chủng vaccine ít nhất 10% dân số ở mọi quốc gia vào tháng 9 tới, cũng như việc chia sẻ nguồn vaccine giữa các nước. Đến nay, giới khoa học đã xác nhận có 4 biến thể gồm Alpha, Beta, Gamma và đặc biệt là biến thể Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất. Tuy nhiên, WHO cảnh báo điều tồi tệ hơn có thể vẫn còn nằm ở phía trước, bởi khả năng cao các biến chủng mới nguy hiểm hơn xuất hiện và lây lan toàn cầu. WHO coi các biến chủng là đáng lo ngại nếu chúng dễ lây truyền hơn, gây chết người nhiều hơn hoặc có khả năng kháng vaccine. Đông Nam Á đang trở thành một trong những tâm dịch COVID-19 do ảnh hưởng của biến thể Delta trong bối cảnh thiếu hụt về nguồn cung vaccine. Hãng tin Bloomberg hôm 15 tháng 7 cho biết trong vòng một tuần qua, số ca mắc mới ở khu vực này đã tăng 41% so với tuần trước đó, lên hơn 500.000 ca. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đã vượt qua Ấn Độ trở thành tâm dịch mới của châu Á. Trong ngày 15 tháng 7, Indonesia ghi nhận 56.757 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh ở đây vượt 2,7 triệu ca. Số ca tử vong ở nước này vượt mốc 70.000. Số ca mắc mới tăng nhanh do biến thể Delta khiến hệ thống y tế Indonesia quá tải. Các chuyên gia cho rằng Indonesia đang phải trả giá vì không thực hiện các biện pháp hạn chế chặt chẽ cũng như truy vết hiệu quả. Chiến dịch tiêm chủng của nước này mới đạt có khoảng 5,5%. Theo tờ Bangkok Post, Thái Lan ngày 15 tháng 7 ghi nhận thêm 98 người chết vì dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.938. Bộ Y tế Thái Lan cũng ghi nhận thêm 9.186 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng chung của Đông Nam Á là 9%, chậm hơn các khu vực phát triển như Tây Âu và Bắc Mỹ, chỉ vượt Châu Phi và Trung Á. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, tử tù trốn khỏi trại giam Chí Hòa vào ngày 13 tháng 7 đã bị bắt vào rạng sáng nay khi đang lẩn trốn tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Hiện công an đã đưa đối tượng truy nã Nguyễn Kim An về trại tạm giam Chí Hòa để xử lý. Trước đó, tử tù này được chẩn đoán dương tính với COVID-19 và trốn khỏi trại giam Chí Hòa vào ngày 13 tháng 7. Ngay sau đó, công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, trích xuất camera an ninh, truy tìm đối tượng. Ngày 15 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Kim An về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tối qua, hai đối tượng ngang nhiên vào trộm xe máy tại một quán cà phê ở Bình Phước nhưng đã bị người dân phát hiện kịp thời. Vụ việc cảnh báo người dân nên đề cao cảnh giác trong giai đoạn đang giãn cách chống dịch hiện nay.
Trước đó, khoảng sau 18 giờ, hai đối tượng đi trên một xe máy dừng trước cửa quán cà phê trên quốc lộ 13 thuộc xã Minh Hưng, huyện Chân Thành. Một đối tượng đứng ngoài cảnh giới, đối tượng còn lại ngang nhiên bước vào, bẻ khóa chiếc xe máy trước mặt bé trai con chủ quán đang ngồi cách đó khoảng 2 mét. Khi tên trộm vừa ngồi lên lùi xe ra thì chị Trương Thị Thu, chủ quán phát hiện, chạy ra hô hoán, khiến tên trộm quăng xe bỏ chạy. Nhiều ổ gà xuất hiện dày đặc trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, Tiền Giang. Tình trạng trên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Trên đoạn cao tốc cách trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa vài trăm mét, hơn chục ổ gà to và sâu hoắm nằm rải rác khắp mặt đường với chiều dài gần 1 km. Nhiều tài xế khi điều khiển phương tiện qua đây phải bất ngờ giảm tốc hoặc đánh võng để tránh. Điều này gây ảnh hưởng an toàn giao thông cho các phương tiện khác trên đường. Các tài xế lưu thông ngang khu vực này cho biết, vào ban đêm rất khó nhận ra các ổ gà, nhất là khi trời mưa nên nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Vâng, thành phố của chúng ta đang trong những ngày cao điểm thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra đường khi không có việc thật cần thiết, đồng lòng chia sẻ hợp tác với các cơ quan có chức năng để đảm bảo 15 ngày vàng chống dịch theo chỉ thị 16 đạt được kết quả như mong muốn, để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên, an toàn và là thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình 60 giây hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.